Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Duy Hiếu chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phô mai tứ quý cô chú anh chị ha. Dạ xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Hiếu và những lúc trước luôn ạ. Em xin phép được cho biết luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ hôm nay thì chỗ của anh Hiếu giao lưu đa số là tứ quý hết trơn luôn á cô chú anh chị, cây lùng lực luôn ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem biết vui và chọn được những phôi ưng ý để mình về ghép một số giống mai mới cô chú anh chị ha. Dạ xin chào anh Hiếu ơi. Rồi chào Phương. Rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú ha. Dạ hôm nay em trở lại kênh cũng giới thiệu đến quý cô chú anh chị mười mấy phôi mai tứ quý không nha cô chú anh chị. Em chuyên về tứ quý. Dạ rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0907 864 124. Rồi địa chỉ em thành phố Cần Thơ. Rồi đầu clip là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Một cây thân lắc ha. Đó, cốt cành thì thôi. Đỉnh điểm. Cốt cành thì đóng tứ gì? Đế cũ ha. Đế nôm. Đó. Hàng đẹp nha cô chú anh chị. Nguyên cái nồi đế cứng bầu luôn quý cô chú anh chị nha. Cây tới đâu bầu tới đó, đế tới đó nha cô chú anh chị. Nơ mà đặt ha. Đó, em thì săn về tứ quý rất là nhiều ha, cũng được nhiều cô chú mình ủng hộ em rất là nhiệt tình ha. Em cũng cảm ơn cô chú trong thời gian đã ủng hộ em ra ha. Dạ hôm nay tiếp tục em lên mười mấy cây ha. Rất mong cô chú anh chị gần xa xem ủng hộ cho em ha. Cây này lắc lượng cố cành đóng khéo quá cô chú ơi. Cây này có chỉnh sửa. Rồi, em cho vô hoành thân ha. Thông số nha cô chú. Rồi. Rồi. Tính 41 ha, 40 thôi cô chú ơi. Dạ, 41 tính 40. Nói chung không quan trọng hoành ha. Chiều cao là 115. Cốt cành thì thôi, khỏi phải bàn nha cô chú. Cành ngang gì nó được 70. Đó, cây này đường kính bầu ha. Đường kính bầu hiện tại gì là được 70 nha chú anh chị. Mình ép chậu 7 ha. Cây này về mình vô cái chậu 7 ha cô chú anh chị. Cây của em ở trong hình có khi rất là nhìn nói chung quay thực tế ha cô chú, chứ không có chỉnh phô này kia lớn nha. Ở ngoài rất là lớn nè. Cái tay em đưa vô cho cô chú mình hình dung được cái cây, cái độ cây nó lớn ha. Đó, em bao cô chú mình ha. Cây này cái nồi đế nè. Cô chú mình cứ ước lượng ha. Nó em đo đồi đế này là 160 nè, nó là nó bự ha. Mình cứ ước lượng được cái bầu đế á, với cái đường kính bầu. Dạ. Yeah. Nhiều khi mình thấy trong hình nó nhỏ cô chú, mình ra ngoài mình nhận cây rất là lớn. Đó. Siêu cốt cành thì đóng tứ. Rồi cây mã số 1 đầu tiên này em giao lưu 12.500.000. Yeah. Đó, em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cái cây này nhìn vô là nó bóp cái đọt nó giót liền, cốt cành nó đóng ha. Rất là tịch ha cô chú anh chị. Đó. Cây mấy cây này nuôi cái đường càng nuôi càng lên tiền nha cô chú. Bắt cái form lên thì nó khác đó ha. Mà nó đẹp đó nghe cô chú. Tứ quý giờ cô chú mình cũng biết rồi. Cái nguồn mua giờ nó cũng cạn lắm nha cô chú anh chị, chứ không phải là hết cây. Rồi, em đổi cây. Dạ, mã số 2. Rồi, mã số 2 là một cây tứ quý đế nôm. Cây này lắc lượng ha, quái ha cô chú. Cây này cái dáng nó quái lạ ha. Cây này cái form cây rất là đẹp ha, bóp giót ha cô chú anh chị. Đó. Siêu siêu luôn cô chú. À, siêu lắc ha. Cây này cô chú nào muốn chơi lùng thì chơi. Đó. Đế sởm cao mà nó gom cái nồi đế nha cô chú. Sởm mà gom ha. Không trống vách nào luôn à. Đế vách chữ A nha cô chú. Nói chung cái lô cây hôm nay là cây khá không nha cô chú. Cây đẹp không á. Nói chung là cây của em là cây tuyển chọn. Cây đế ha. Bởi vì khi em mua cái cây giá nó cũng bởi vì nó cứng hơn người ta là nó vậy hết cô chú. 39 hoành nha cô chú. Dạ. Chiều cao là 102. Cây này có bộ đế sổ là nó được 2 tấc 6 ha. Em đo cái cục đế nó dẹp gì ha, cây này nó dẹp ha, nó 80 đó. Đế giá chữ A luôn mà cộng lực ha cô chú. Đó, cây này về vô cái chậu chữ nhật cực kỳ nha cô chú anh chị. Nôm sọ. Cốt cành có nha mấy cô chú. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu là 6.800.000. Dạ. Là 6.800.000 trong nhà mã số 2. Cái lô này là hôm nay là cực kỳ đẹp nha cô chú. Giá cũng dễ, em bấm cũng sát cái giá cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Bao ship tới nhà cho cô chú nha. Dạ. Dạ, số 3. Rồi một cục mẫu hòn hả cô chú anh chị. Lâu lâu mới kiếm được cái cây củ đặc mẫu hòn này hả cô chú anh chị. Đó. Đặt kẹo luôn nha cô chú. Trời hết. Gia đình mai luôn nè cô chú. Mấy cái mẫu này mình vô chậu chữ nhật mình lên nhìn thấy cưng lắm nha cô chú.
đống đế luôn ha. Một đống đế luôn. Hòn gì đó cô chú. Cái hòn kêu bằng ngũ hòn đó cô chú. Đó. Mà số 3, cái này thì em đo này là tổng cái này ha. Đó. Này là 52. Dạ rồi. Đó. Cây này chiều cao khiêm tốn 42. Đó. Đế sổ là 20. Cục đặt này cái cây. Cục đặt là 87 ha. Đó. Cái này cứng là không có cứng đế luôn, không có trống vách bên cứng đế luôn. Trên này đặt kẹo. Rồi, cây mã số 3 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 4.800.000. 4.800. Đẹp mà đa cây nó gọn ha. Dạ cây số. Cây này cây số 4. À. Một cây đế nôm. Trời ơi, cây này hết biết khá lùng lực. Lực nha quý cô chú anh chị. Đó. Cây này sổ cũng khá là cao luôn nha. Ừ. Bỏ đều vách nha quý cô chú anh chị. Trùng cây hàng khá không cô chú ơi. Lô hôm nay là mười mấy cây là em nói chung cô chú là cây là khá cây không nha. Nói về cây em lựa ha, đế thân đồ nó cũng đẹp ha. Nói chung đó, ít lựa cây ngang lắm nha cô chú đó. Chung chủ yếu là phải đế. Rồi 35 hoành. Chiều cao là 63. Rồi đế sổ là 3 tắc nha cô chú anh chị. Cây này nó có cái củ đế gì là nó được 107 ha cô chú. Đó, tổng nồi đế là chắc cũng được ở gần 150 à. 138. Cây này về cô chú mình ép chậu 5 hoặc chậu 6 thì cô chú ha. Rồi, cây này em giao lưu 4.800 luôn, mã số 4. Dạ, 4.800. Mấy giá này là em đưa cái sát cái giá cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha cô chú, không có còn thương lượng gì được nữa nghe cô chú. Tại vì cái giá này đâu có lời lớn được nhiêu đâu cô chú ơi, vài trăm ngàn. Rồi. Rồi. Rồi, mã số 5. Rồi, một con gián thú ha cô chú. Nồi đế ha. Đó, cây này hết biết cái cục đế rồi cô chú anh chị ơi. Đó, như gói mì ha. Đó. Gãy nó gói gói lộn lộn cứng bầu luôn á cô chú anh chị. Đế thì khỏi phải bàn nha cô chú. Ừ, mấy cây này yên tâm hết trơn rồi cô chú ơi. Rồi 27 hoành. Đo cái củ mì này cái cây. Rồi củ mì là 115. Chiều cao là 48. Tổng cái nồi đế cái cho cô chú anh chị mình hình dung ha. Rồi tổng nồi đế là 140. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu là giá 9.500.000. Mấy cây này mua nó chung ham đế rồi cô chú, mua giá nó cũng đắn đo hả cô chú. Dạ số 6. Rồi mã số 6 là tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Đúng. Em đặc biệt là tứ quý không. Cây này cái cục đế thì thôi khỏi phải bàn cô chú anh chị ơi. Đế khủng khiếp. Cũng gói gói nó cứng bầu luôn cô chú. Cây này cũng khá là lực cây nha. Trong cái học hồi xưa. Rồi 35 hoành nha cô chú. Chiều cao. Chiều cao là 52. Rồi cái cục đặt này là 115. Nói chung là cây của em là đế là đặt kẹo không ha. Của đòn đế là 150. Cục đặt cứng ngắt nha cô chú anh chị. Đó, mã số 6. Rồi, em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa giá là 6.800.000. Dạ, 6.800.000 của em cái quý lùng lực. Dạ, em đổi luôn nha. Rồi. Dạ, số 7. Rồi, mã số 7 là một cây trực lắc ha. Đường thăng lắc ha cô chú, đế cũ ha. Đó. Nở hậu luôn. Đó. Dạ, dây đế bỏ đều không có trống nhắc đế nào luôn á. Đúng rồi. Rồi em cho cái hoành thân. Rồi 37 hoành hết cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Cây này nó có cái củ đặt ha. Cục đế đặt gì là 79 nha. Đó. Này mà. Đường kính bầu là 60. Rồi cây tứ quý mã số 7 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa giá 5.500.000. Dạ, 5.500.000
Mã số 7, 5.500.000. Dạ. Cái mã rồi, số 8. Rồi, mã số 8. Đó. Dạ. Mã số 8 nè. Đó. Dạ, mã... không dáng ok hết cô chú anh chị, cốt cành đó. Bỏ đều. Cốt cành vào ha. Cây này để nở cũ. Đó. Mã số 8. Dạ. Cây này tốt hơn nó hợp lý. Để nằm ha. Nói chung là đóng đều. Dây lấy lực ha. Mã số 8 nha cô chú. Cây này cái vách đế này nó dữ lắm nha cô chú. Đó. Ở vách này thôi. Lấy. Rồi 34. Dạ. Chiều cao là 99. Sổ là 2 tấc 9. Củ đế nở là 90. Củ đế nạc ha. Kính bầu là 70. Này mã số 8. À. Em giao lưu là 9.500.000 nha cô chú. Cốt cành có, cốt cành cũng khá là lực nha. Rồi, em đổi luôn nha. Rồi. Dạ, mã số 9. Rồi, mã số 9 nha cô chú. Dáng trực nha cô chú anh chị. Phơm tàn thông luôn nha. Cây này dạng cưa cốt cành như đinh đóng vậy đó cô chú. Cây này ok nha cô chú. Đó. Cây này một cốt ha, nồi đế khủng ha, đế nơm ha, đặc ha. Đó. Mã số 9. Đó. Cây này em đo hai vị trí ha. Vị trí dưới đây là nó được 39 nha. Tại vì cây có cọng rễ, em đo lên tuốt lên đây một cái nữa là nó 32 ha. Đó là đo bỏ. Nói chung đo hai ba vị trí cho cô chú mình tính đê đa hoành đâu cũng được, em không quan trọng ha. Đế sổ là 30 ha. Chiều cao là nó 130 137. Cây này có tổng cái nồi đế ha. Rồi 160. Dạ, dáng trực phương tàn thông nha cô chú anh chị. Rồi cây này cây mã số 9 ha. Dạ. Em giao lưu đến quý cô chú anh chị là 12 triệu. 12 triệu cây đó. Này lập nguyên một cây tàn thông phương tàn lớn luôn á cô chú. Cây này là lập nguyên một cây tàn thông nguyên cây tàn lớn ha. Đẹp ha cô chú anh chị. Đó. Đế đẹp, cốt cành đẹp. Nói chung là cây này nó đẹp toàn diện ha cô chú. Cốt cành đó, tư quý ha. Dạ. Dạ, cây mã số 10. Một cốt trực quân tử luôn. Một cốt trực quân tử luôn nha cô chú anh chị. Đế khủng ha. Đó. Khủng khiếp cái nồi đế luôn. Khủng khiếp cái nồi đế nha cô chú. Nó sổ xuống đều mà đặt luôn nha, nguyên một bệ đặt. Ừ, đều mà đặt luôn. Ừ. Trên này thì nó có gom củ đế luôn nha mấy cô chú. Gom đây nôm lên luôn ha. Cây này là cây nằm mô ha, cây dâm, mà cây này vẫn là đất ghiên nha cô chú anh chị, chứ không phải là cây chậu cây phân ha. Em đây em báo là thực tế, nếu mà cô chú rồi 37 hoành ha. Đó, cây này đặt củ đặt gì là nó được 120. Cái này tổng cái nồi đế rồi chắc 240 đi cô chú ơi, 230. Chiều cao là 112. Đó. Cây này cốt cành cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Đóng bật bật luôn ha. Rồi cây tứ quý mã số 10 này em giao lưu đến quý cô chú là giá 15.500.000. Rồi. Rồi đặc biệt cây này nó có cái lỗi này là lỗi này là cái da nó đây là nó đã cuốn không có thành vấn đề gì nha cô chú anh chị. Mà em chỉ cho cô chú anh chị mình luôn để sau này cô chú mình không có phiền nàn đến em được ha. Đó, cây là bao sống khỏe ha, cây mới không ha. Rồi. Cây mã số 11. Rồi, mã số 11. Rồi, một cây dáng hơi siêu siêu ha. Cây này về cô chú mình trồng mình dựng lại ha. Tại vì em bứng theo cái chiều nó nằm luôn ha. Em không có kê, không có chim gì hết trơn. Nói chung là đó. Cây này về cô chú mình chơi cái dáng bay luôn cũng được nữa. Mà nồi đế nè, đế cũ nè, đế lực ha. Đó. Cực kỳ. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 11 đó, để thôi thôi. Rồi, 44 hoành. Dạ rồi. Cây này có cái chiều cao 1,5 m. Đường kính bầu là 80.
Cây này nó có cái củ đế lửng gì nó là được 110 10. Đó. Rồi, cây mã số 11 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. 9 triệu rưỡi. Giá rẻ luôn nha cô chú anh chị. Giá này là nói chung mấy mặt hàng này em mua rẻ bán rẻ ha. Nói chung. Đó, cây này cũng sát lớn nữa nha cô chú. Sát lớn mà giá rẻ nha cô chú. 9 triệu 500 ngàn. Rồi, em trả luôn nha. Rồi. Ông cứ đứng đó đi. 12. Dạ, cái này lùng lực nha cô chú. Lùng lực đế cũ ha. Đó. Thử phút luôn á đi cô chú. Cây cột cốt lên 5 thân luôn nha. Đế bài luôn á đi cô chú. Đế bài mà cũng gửi là bự bự ha. Chung là đế bài cũng gửi lực không nha cô chú. Cây này mới bứng về, mới vệ sinh, còn tối hù tối thiên chưa có xịt rửa gì hết trơn kịp ha. Làm nói chung không kịp ha cô chú anh chị. Cây là cây mới bứng không ha. Lô này là hàng hồi 45 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 65, kính bầu là 72. Đó. Tứ quý ngũ phúc mà đế bài đó nha cô chú anh chị. Cây này thân nào thân ấy nó cũng. Rồi, cây mã số 12 này em giao lưu là giá 13 triệu rưỡi ha. 13 triệu rưỡi mã số 12. Em đổi luôn ạ. Rồi. Giá 13. 13. Tứ quý luôn á cô chú anh chị. Tứ quý không ha. Cây nào bên ấy sát khủng khiếp nha cô chú. Đế lùng lực mà đế bài, đế cũ nè. Đó. Cây này thấp thân rất là thấp, nhìn nó lực cây lắm đó cô chú anh chị. Cái cây này yên tâm ha, cô chú mình về ha. Hoành lớn, sát lớn mà giá có mười mấy triệu, quá là dễ chơi nha cô chú anh chị. Chú quý người ta trồng ha, nói chung anh mua được rẻ thì em bán cho cô chú mình rẻ ha. Mua được mắc thì em bán cái giá hơi cao chút ha, cô chú mình thông cảm ha. Mấy cây này em bán cái giá cho cô chú là hợp lý. Mã số 13. Hoành năm mấy mua cái xác thôi cũng đủ tiền ha. Rồi 52 hoành nha cô chú anh chị. Đó. 52 hoành chiều cao là 79 ha. Cây này có đường kính bầu là 72. Đó. Cây này có tổng nồi đế khoảng là 200. Cây này cây mã số 13. Đó. Cái này lợp cái tàn dù vô nó là quá trời xuất sắc luôn, kêu con xe đại luôn. Mã số 13 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 16 triệu rưỡi ha. Đó, cái xác này em bán cho cô chú mình chơi ha. Nằm mười mấy hoành ha, có mười mấy triệu nha cô chú anh chị. Quá là dễ chơi. Dạ, mã số 14. Rồi, một cây tứ quý liền bệ nha cô chú anh chị. Ba thằng nó dính lại ha, tam tài luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây này là lạ cây quái cây. Đế thì đế cộng lực không. Đó. Dính nha. Hả? Không thể, em bao cô chú ha, không gề được. Luôn nha, quý cô chú. Cây này bắt cái phơm tàn lên rất là lớn nha quý cô chú. Mã số 13. Rồi, 62. Dạ. Tổng ha. Liền bệ luôn. Cao là 95. Kính bầu là 85. Đó. Một giá rẻ bất ngờ luôn nha cô chú anh chị. Nói chung cái lô này cô chú đừng có bì ha, em mua nó chung bán em không á. Rồi, mã số 14 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. 12 triệu 500 ngàn. Đó, một cây khủng bố bà ba nha cô chú. Ba thân tam. Dạ. Đó. Em mua giá mềm, em bán giá mềm nha chú. Đó. Bao cô chú mình luôn ha. Mấy cây này mà nhà vườn hoặc dân chơi mình chơi cũng là lời cực kỳ ha. Nhà gặp nhà vườn thì còn ngon nữa ha cô chú anh chị. Tại vì những cây này mình nuôi cái đường dài nó lên tiền ha. Đó. Đó. 62 hoành ha. Tổng. Mã số 15. Lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị. Đó. 5 phân ngũ hút luôn. Đó, 1 2 3 4 5. Đó. Cây này mình đóng vô một cái ha, bắt đây cô chú lên ha, dựng cực kỳ.
để ha. Đó. Không có trống nhét đế nào luôn à. Cây này nói chung là hoành là lớn mà nở hậu ha. Rồi 57 hoành thôi, 58 đến 57 nè ha. Nè em đo là eo trên này luôn nha cô chú. Nói chung là em không có quan trọng một hai phân hoành đâu, chủ yếu là giá cả. Chiều cao là 69, kính bầu là 80. Đó, cây này khủng khế ha, khủng khiếp nha cô chú. Nó nồi đế chắc 240 ha. Rồi cây này 19 triệu rưỡi à quý cô chú anh chị ơi. Ừ, mã số 15. 19 triệu rưỡi gần 60 hoành nha cô chú. Cái giá em đưa cho cô chú anh chị mình chơi là cực kỳ. Bao cô chú mình luôn. Dạ rồi, em đổi cây luôn nha. Rồi. Dạ mã số 17. Ồ 16. Rồi một cây tứ quý nữa nha cô chú anh chị. Cây này trang cặp với mã số 15 ha. 15 cũng được luôn. Đó, nói chung ngoài cây nào. Rồi có cây tử ha, cây này khéo thì nó bắt cái đuôi ra ha. Đó. Cây tử này là liền nha cô chú. Đó. Đế bài luôn nha cô chú anh chị, cái dài đế nó rất là đẹp luôn ha. Chung mấy cây này là hoành lớn không nghe cô chú. Giá cả cũng phải chăng. Rồi, cây này em đo hoành đây là 48 hoành nha cô chú anh chị. Nó là cái hoành chính nha. Mà nếu mà đo có cây tử vô gì nữa thì cái cây này nó ra là 62. Đó. Nói chung đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị mình hình dung cái cây ha. Chiều cao là 65. Đường kính bầu là 78. Đó. Tứ quý cây này lùng lực lắm đó cô chú anh chị, 4 thân luôn đó à. Nó một cây tử đế bài luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây tứ quý mã số 16 em giao lưu đến quý cô chú anh chị là giá là 17.500.000. Rồi cây mã số 17 nha cô chú anh chị. Rồi cây tứ quý khủng nha, hoành 6 mấy ha cô chú anh chị. Đế là đế bà đế chải mà cộng đế lực không đó. Dán siêu ha, cây này nó có cái đường thăng lắc ha. Đó. Chung cái bầu đế. Cây này là cái bầu đế là không có thể nào lên xe năng nổi nha cô chú anh chị, bởi vì em mấy ổ không có thể nào lên bằng xe nổi tại vì mới lên xe năng ha. Đó. Khủng khiếp nha cô chú anh chị. Đó. Đế là thôi cộng lực lực không ha nè, đây nè, cộng gãy nè. Đây, nó cái ức đó nè, đó. Là dặn sắn nè, cộng gãy nào cộng gãy nấy ha. Đều bon hết trơn nha cô chú. Không chống mặt nào. Rồi em bóp cái hoành vô đây cái đi rồi cho camera đi cho cô chú mình hình dung ha. Rồi 63 hoành. Rồi em đo cho một đi một vòng cho cô chú ơi, coi có cắn nở gì không. Đó. Thấy không? Em đo là cô chú yên tâm phần đó ha. 63 ha. Rồi em đo xích lên đây một chút nữa cũng không có thành vấn đề ha. 61. Đó. Bỏ là bỏ lên trên ha. Đó. Nói chung là nè, bỏ lên trên là xa ha. Rồi đo xuống cái nữa ha, nếu mà đo xéo xuống như gì thì gặp ta đo xéo xuống gì ha, là ra 66. Đó, đó nó cũng dẫn vậy ha. Đó, em đo là nói chung là nhiều thông số cho cô chú anh chị mình hình dung. Rồi chiều cao là 68 nha cô chú anh chị, lộc phát luôn ha. Đường kính bầu là 90. Đó. Rồi tổng nồi đế cái này 250. Lùng lực dán siêu mực cốt cành có nha quý cô chú anh chị. 60 mấy hoành thư quý mà 60 mấy hoành giờ cô chú mình cũng biết rồi. Hình dung ha. Rất là nói chung là lâu đời mới được cây gì chứ không phải là em nói để hiếm nha. Em có cây mà em để em nói nó cái giá cái cây như gì thì cô chú mình cũng biết nha. Nhà quý cô chú anh chị mình xem rồi dạ. Cảm nhận giùm em ha quý cô chú. Cảm nhận ha. Đế lực nha. Rồi cái này mình chơi mặt nào cũng ok chứ. Nói chung là mặt nào cũng ok, mặt này thì ok hơn. Dạ. Đó, này là cái thân nó đường thân nó dặn lắc lên ha. Cây này về cô chú mình trồng mình dựng lên chút nữa cắt gom có cụ đế này lên là cây này lực dữ lắm nha cô chú anh chị. Đó. Trồng mình thun đế vô chút nữa ha.
cây này trồng mình thung mình dựng lên chút nữa là cây này nó lực dữ lắm nha cô chú anh chị. Để nó đi cắm xuống không ha. Cái này nở củ đế này dai đế lực luôn với cô chú. Đúng rồi. Đó. Nè em đi xa ra anh ôm vô cái dây cho cô chú mình hình dung cái cây ha. Đó. Nè với em nè hả cô chú. Rất là lớn ha, cái tay em đưa vô nè cô chú. Đó. Đó, cái độ khủng cái cây ha. Rồi, cái cây này cây mã số cuối clip là cây mã số 17 ha. Em cũng xin được phép giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa là 32 triệu. Dạ, 32 triệu. 60 mấy hoành rồi ha cô chú. Giá em đưa cô chú là mình rất là hợp lý ha. 32 triệu nha cô chú. Cô chú anh chị mình sưu tầm túi quý này mình sưu tầm hiếm nha cô chú anh chị ha. Cái trước này có dễ chịu đó, rất là lực luôn á đó cô chú anh chị. Rồi. Cuối clip luôn anh Hiếu nha. Rồi hôm nay em cũng có được 17 cây. Dạ em rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho em. Số điện thoại em nhắc lại là 0907 864 124 nha cô chú. Địa chỉ em là thành phố Cần Thơ. Dạ cũng rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho em ha. Rồi em xin mến chào cô chú ạ. Dạ em xin chào các chị, cô chú anh chị nha.